Chiều ngày 24 tháng 6, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, cục cảnh sát giao thông bộ Công an thông tin đơn vị vừa xử phạt một tài xế lái ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Theo đó, ngày 18 tháng 6, thông qua hệ thống camera giám sát và tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về việc một chiếc xe đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài Lào Cai lúc 14 giờ 41 phút cùng ngày tại km 25 900, nút ra Tam Đảo, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh vụ việc. Qua xác minh, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã mời tài xế ô tô đi ngược chiều tại cao tốc trên đến trụ sở đơn vị để làm việc. Tại đây, lái xe khai tên D, sinh năm 1995, trú tại quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, đồng thời thừa nhận hành vi đi ngược chiều trên cao tốc của mình vào chiều ngày 18 tháng 6. Theo tài xế đề lý do bản thân đi ngược chiều là bởi vì đi quá nút giao để đi vào tam đảo và không biết đường nên đã quay lại đi ngược chiều. Với lỗi vi phạm trên, lái xe sẽ bị phạt số tiền 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.